Đây nhá, như quý vị vừa thấy em thử từ nãy đến giờ thì là cái con này, và nó vẫn đọc. Cái con này là một cái con Kenwood công suất là con VH7 quý vị nhá, VH7. Đấy, con Kenwood DC RDVH7 này quý vị xem. RDVH7 nó có thể đặt dọc như này nhé, hoặc quý vị đặt ngang như này, tùy quý vị thiết kế đặt thôi. Nó sẽ có hai kiểu đặt cho quý vị này. Nó khi quý vị chuyển nó sang ngang thì tự màn hình sẽ xoay ngang như quý vị thấy. Vâng, ném để dọc lên này. Nên màn hình sẽ dọc theo nhé, rất là hay. Đấy. Nên chúng ta có thể để hai thiết kế. Đấy, bản thân em thì em thích cái kiểu thiết kế này. Nhìn nó sẽ thứ nhất là nó gọn hơn. Cái thứ hai, nhìn cái đĩa nuốt nó cũng đẹp hơn. Đấy, nếu muốn nuốt vào nhìn đẹp hơn. Đấy. Thì vừa rồi em test cho quý vị là CD rồi. Đấy, công suất vẫn đây bình thường. Đấy, bây giờ em sẽ thử cho quý vị đường điện thoại nhé. Con này có đường điện thoại này, đường input này. Quý vị ấn input đây nhé, input ở đây và input đây, và khi nào nó chuyển sang chữ tape. Đấy. Thì chúng ta bật lên rồi. Đây là lại sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ kết nối với điện thoại. Và ví dụ như em đang ở đây nhé, đây em đã có hai đường nhé, em sẽ có hai đường, đường tape ở đây và đường MD ở đây, thì chúng ta có thể cắm ở đường MD hoặc đường tape đều được. Em đang cắm đứng tiếp này, tiếp vào ốc vị thầy không? Em sẽ một phát là bài nhạc nhé. Để sờ tay và nghe bụp bụp biết rồi đúng không, là vẫn đây bình thường rồi. Chỉ quan trọng giờ là đấu vào điện thoại nữa thôi. Này chạy rồi, rất đơn giản nhé. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi. Thế về tổng quan đây đây, con này nhìn nó rất là đẹp như này đây, hàng đẹp nhé. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ. Hàng về thì là tình yêu đã. Vâng, hàng về thì như quý vị thấy là nó vẫn thậm chí nó còn những các cái nút bịt luôn này. Những cái chỗ nào nó không dùng đến nó vẫn có nút bịt này, quý vị thấy không ạ? Đây kể cả nó súp ốc, súp ba cũng vậy nhé, nó không dùng đến nó vẫn có nút bịt này. Và ở đây nó sẽ có cả đường input, đường USB sao cạc dành cho các cái laptop nhé. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, đầy đủ hết luôn. Em ở đây em có nhìn thấy một cái đường quang, nhưng đây là chắc là đường quang ra đây, đúng rồi, vì quý vị nhìn thấy có ánh sáng này, ánh sáng này quang ra nhé, và có thể là kết nối quang ra từ CD ra được. À, rất tuyệt vời. Đấy quý vị về hoàn toàn cũng có thể thử cắm quang từ cái này đang phát điện thoại này, xong cắm quang và thử biết đâu nó lại phát được cả quang ra nhé. Giống như là Onkyo đấy, Onkyo thì là chúng ta cắm điện thoại như này nó có thể là chuyển hóa thành đường quang và nó xuất được ra thiết bị khác thì quý vị xem luôn. Đấy, thì con này biết đâu lại làm được, cái này em thôi em chưa thử đâu. Đấy, mất thời gian lắm. Để quý vị về quý vị nghịch thử xem như nào nhá. Đấy. Đấy. Đấy, ok nhá. Thì con công suất là Kenwood này, con công suất là Kenwood VH7 này nhá, thì là bên em bán với giá là 690.000 quý vị nhá. Đấy, thì cái này để em test thêm CD cho quý vị thôi, em không mở, em không mở CD nhá. Những cái này là những cái con này là cờ, toàn là cờ để cổ. Thế em test nó chạy được cái chạy mà sau này nó có hỏng thì quý vị tự mang đi sửa nhé. Em không bảo hành CD, em chỉ bán công suất thôi. 690.000 cho cái con công suất đĩa nuốt này, Kenwood VS7 này. Và quý vị về dùng đĩa em đĩa xịn nhé, bởi vì hôm nay em không có đĩa, em cũng không không có đĩa 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 cái đĩa tự ghi mọi khi. Em có toàn đĩa xịn, em nhét vào mấy cái thì em thấy đau đọc đấy, như quý vị thấy. Này thì còn địa tự ghi, quý vị tự về nghiên cứu nhé. Đấy, cái giá như em đã báo 690.000 đồng. Quý vị ai có nhu cầu liên hệ 0966 5981 giúp em. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo này.